Thưa quý vị, có thể nói là kể từ năm 1975 với cuốn phim The Man from Hong Kong, nền điện ảnh của xứ Úc chưa sản xuất thêm một bộ phim Kung Fu nào. Trước tình trạng thiếu sót đó mà một nhóm bạn trẻ yêu nghệ thuật điện ảnh có tên là Rumble Pictures, mà đa số thành viên là gốc Á Châu, đã quyết định thực hiện một cuốn phim võ thuật lấy bối cảnh là đường phố của Capramatta, Calais Heights và Fairfield. Sự hứng khởi của họ bắt nguồn từ các diễn viên võ thuật chữ danh như là Lý Tiểu Long hoặc là Thành Long. Trong 2 tuần lễ nữa thì nhóm Rumble Pictures sẽ hân hạnh trình làng cuốn phim có tựa đề là Maximum Chopage Round 2 với một tham vọng thật lớn lao, thế nhưng lại với những phương tiện tài chính hầu như không có. Phương tiện của họ chỉ là những chiếc máy quay phim tài tử và các diễn viên thì hoàn toàn đóng góp trong tinh thần thiện chí. Nhóm Rumble Pictures đã phải bỏ ra thời gian 4 năm để thực hiện cuốn phim này. Họ là các sinh viên tốt nghiệp ra trường nay đang làm việc, hoặc là đang tiếp tục việc học, hoặc là đang thử thời vận trong một lĩnh vực hoàn toàn mới mẻ không liên quan gì đến ngành học của mình. Đạo diễn Craig Anderson, nổi tiếng với cuốn phim Double the Fish từng được trình chiếu trên đài ABC, đã đánh giá cao cuốn phim của nhóm Rumble Pictures, nhất là về phương diện sáng tạo và hài hước. Thưa quý vị, để tìm hiểu về sinh hoạt nghệ thuật của nhóm bạn trẻ này thì chúng tôi đã có buổi tiếp chuyện với cô Maria Trần Hồng Phương, là một sinh viên từng tốt nghiệp ngành tâm lý, thế nhưng vì hoàn cảnh đưa đẩy thì đã thực hiện một cuốn phim ngắn về một đứa trẻ nhà nghèo ở Việt Nam. Cuốn phim này đã đoạt giải xuất sắc của ban giám khảo vào năm ngoái. Và từ thành công này thì cô Hồng Phương đã tích cực hợp tác với nhóm Rumble Pictures để thực hiện cuốn phim võ thuật Maximum Chopage Round 2. Bên cạnh đó thì chúng tôi cũng đã gặp gỡ anh Joseph Đinh Xuân Hiếu, có thể nói là phát ngôn viên hay là nhân viên giao tế PR của nhóm Rumble Pictures, để tìm hiểu thêm về cuốn phim này. Sau đây kính mời quý thính giả cùng theo dõi. Sơ thì đầu năm thì cháu có về Việt Nam để dạy học cho mấy em mồ côi bên đó ở mấy em Tân Bình. Thì lúc đó có gặp được một em đi bán xương gơm á. Thì trong tháng đó cháu ở bên đó đó, thì cháu đi chơi với đứa bé đó và mình tâm sự để cho cháu hiểu biết cái tình trạng của một đứa bé mà mồ côi như thế nào. Thì lúc đó thì em bé đó thích phim lận á. Cháu mới đưa cái máy cho em nó quay, thì trong 3 tầng đó quay tùm lum hết trơn à. Nhưng mà cháu về thì cháu mới ghép thành một cái short phim. Thì lúc đó cháu mới đưa vô submit vô cho một cái competition, thì lúc đó mới được trúng được best film. Cháu đưa cái cuốn phim ấy dự thi, mà nơi nào người ta tổ chức như thế nào để mà cháu có thể tham dự cuộc thi đó? Cái cuộc thi đó là gọi là Western Sydney Shortcut Film Festival. Thì người nào mà ở vùng Western Sydney á thì có thể đưa cái một cái cuốn phim hay là một short film nhỏ nào vô trong một cái competition như vậy. Trong cái cuộc thi đó, contestant đó, những người mà dự thi đó có đông không? Dạ đông. Trong cái cuộc thi đó nó có nhiều cái story người ta quay rất là hay. Thì trong đó thì cái cuốn của cháu thì cháu quay rất là, tại lúc đó cái máy máy quay, cái máy nhỏ thôi, thường thường mình đi chơi hay đi holiday thì có dùng cái máy để quay thôi. Thì cháu lúc mà cháu đưa cái cuốn nó vô thì cháu cũng đâu không có nghĩ là nguyên, tại thấy là mấy người khác cái lúc mà quay là dùng nhiều cái equipment á, rất là giống như là good quality lận. Professional đó phải không? Professional, dạ. Và lúc mà tại cháu quay thì cháu về Việt Nam thì ra cháu không được có quay phim. Tại mình lén mình quay thì mình lúc mà mình cầm cái máy mình không dám cầm ra ngoài, mình phải cầm ở trong túi. Thì lúc mà là quay xong về ghép thì ai cũng khen là ủa sao quay, sao mình quay dưới đất, sao hay vậy. Mà thiệt ra người ta không có biết rồi, mà tại mình sợ bị bắt mình mới quay trong túi luôn. Nhưng mà cái chủ đề mà trong cái cuốn phim mà cháu đi về Việt Nam cháu quay đó để thấy cái đời sống thực sự ở bên đó đó. Thì cái title của nó, cái tên gọi của cái đoạn phim short đó, thì là nó đầu đầy cái title của nó là cái gì? Dạ, title của nó tên là Happy Dent. Tại cái tên Happy Dent nó là cái tên cái xương gom của cái đứa trẻ nó đi bán mình á. Đứa trẻ đó mỗi ngày phải bán được bao nhiêu, về đưa cho ai, rồi lúc thì nghe đứa bé bị giống như là người ta bully á ở ngoài đường, hay là người ta ăn hiếp hay như vậy. Trong cái cuộc đời của đứa bé cũng thấy tội lắm. Mà mình cũng có nhiều cái mình thấy nó cũng hay. Tại lúc sau đó thì trong cái cuộc sống của đứa bé đó thì rất là vất vả. Mà lúc mà buổi tối đi về á thì đứa bé nó cũng thấy là very happy. Cái spirit của đứa bé đó thấy nó rất là giống như very young. Và thấy là ok, cái này là cuộc đời của đứa bé là phải đi bán sugar. Mà không sao hết trơn, tại ngày mai mình cũng bán tiếp.
nó giống như một cái đứa trẻ nó khác người lớn, là giống như là người, đứa trẻ nó bay cũng có một cái thinking là nó sao cái một cái unhappiness đó, đứa trẻ đó nó think of something else để nó become happy again.